Xuyên Kim Luân. Xin lỗi. Trời ơi, làm việc cái kiểu gì vậy? Mau ra ngoài kia đi. Làm việc không ra làm việc, mau đi đi. Còn xem mấy cái chuyện tranh này hoài, có chuyện tôi trừ lương cậu đó nha. Rõ rồi. Thiệt là vô lý. Làm việc không ra làm việc, tới ngày chỉ xem chuyện tranh thôi. Không sao chứ, không sao. Bill à, may là lúc nãy cậu đỡ cho tôi. Đứng dậy đi. Không sao chứ, tôi không sao, chuyện nhỏ thôi mà. Cậu qua đây. Đây là cặp visit của tôi. Nếu như mà sau này cậu có khó khăn gì, cái gì gọi điện thoại cho tôi. Vâng.
không nói. Được rồi, cho mày cơ hội cuối cùng. Nếu mà mày không nói thì đốt mày thành tro. Khốn kiếp, mày còn chưa chịu nói phải không? Châm lửa đi. Nếu như mày không chịu khai thì cho dù tao có thả mày ra, ông chủ của mày cũng không có tin rằng mày không có phản bội ổng. Thế nào hắn ta cũng không buông tha cho mày đâu. Kỳ thật thì là ai chỉ thị mày? Trong lòng của tao đã biết rồi. Nếu như mà mày chịu nói ra thì mày sẽ là người của tao. Tao có thể bảo vệ mày và còn có thể cho mày một số tiền thật lớn để mày có thể đi ra ngoài hưởng thụ cuộc đời, làm lại từ đầu. Mày nghĩ kỹ đi. Thế nào? Thả hắn ra. Vâng. Mày thật là gặp may đấy. Là Hồng Nghĩa. Kiếp thật, cái tên Hồng Nghĩa đến bây giờ còn chưa chịu tới nữa. Sao nhát quá vậy? Vì lão già, ông già rồi, bởi tục
ngữ nói có rằng gừng càng già càng cay, còn ngươi càng già thì lại càng hồ đồ. Tôi chỉ muốn trò chuyện với ông chơi thôi, không ngờ ông đã dẫn cả một đám người tới đây, bộ ông bị bệnh rồi hay sao? Đi kiệt này ở trên giang hồ đã mấy mươi năm rồi, dẫn anh em vào sanh ra tử, có chuyện gì mà có thể làm cho tôi bị lung lại chứ? Ý người nói, muốn nói gì thì nói thẳng ra đi. Ông đã chiếm cái địa bàn mấy mươi năm qua, không có chịu xéo ra. Tôi muốn làm gì cũng không làm được. Ông cần phải nhiều vị trí. Tôi chỉ cần cái con đường kinh doanh của ông ở Huỳnh Thái mà thôi. Có biết chưa hả lão già? Ê, cầu nhóc, nuốt không nổi thì đừng có ráng mà nuốt. Những cái kẻ nào mà tham ăn, sớm muộn gì rồi cũng bị mắc cổ chết mà thôi. Người coi chừng bị xương kẹt ở cổ thì chết đó. Người mù rồi hay sao? Tôi là một con hổ, đừng có tưởng hổ là con mèo. Coi chừng tôi nuốt luôn cả miếng xương đó. Lần trước ông mạng lớn, lần này tôi có thể giết ông. Ê Hồng Nghĩa, kiếp thật, mày có tin là tao bắn mày không? Ba cứu con, ba ơi, ba cứu con. Còi cái mặt của ông kìa. Người ta nói cào lớn oai phong, còn mày thì ngu xuẩn lắm. Sao muốn bắn thì bắn đi, sao không dám bắn hả? Này Vi Kiệt, ông nuôi cả một đám vô dụng này, tôi thật là tội nghiệp cho ông. Dạ thật là ngu. Rồi mày kia, đụng tới một cái thôi là muốn tiểu xóa trong quần. Mày bắt chước cha mày một chút có được không hả? Tới chết á cũng còn ưỡn ngực lên đó. Anh Hồng, đừng mà. Đại ca ơi, tại sao vậy? Nói rõ ràng rồi mới đánh có được không đại ca? Cái đây là món quà Hồng Nghĩa bảo tao tặng cho mày, để xem sau này mày còn dám nói bậy hay không. Trời ơi, đại ca ơi, các người nhìn lầm người rồi. Tôi đâu có quen ai tên là Hồng Nghĩa đâu.
bị động đất rồi hay sao vậy? Ở đây sao mình không có cảm giác an toàn? May là mình không có đi trễ. Nè, Tôn Tinh. Vâng, có chuyện gì vậy? Mày quay mặt qua đây. Tôi đang bận rộn đó mà. Tao bảo mày quay mặt qua đây, mày có nghe không? Bơ ngại ông bà Tôn chỗ sai trên nó bị đụng cái mũi chạy hết rồi. Cười cái gì? Cấp được cười. Tôi đâu có cười đâu. Ở trong lòng mày đang cười. Sao ông biết vậy? Nhìn cái mặt mày có biết rồi. Mày kiếm chuyện với Hồng Nghĩa, tao đã nói với mày rồi. Bây giờ tao muốn mày xéo đi ngay. Để ông nói cái gì Hồng Nghĩa tao đâu có quen đâu. Xéo ngay lập tức. Đi à? Sao kỳ vậy? Bây giờ đổi kiểu tóc mới qua phong rồi hả? Ai là Hồng Nghĩa cơ chứ? Khốn kiếp thật. Nếu như mà ta gặp hắn, nhất định lấy cây đập chết người mới được. Chào ông Vi, tôi chính là... Cậu là Tinh Tinh phải không? Vâng, mục đích của tôi lần này thực ra là muốn... Tôi biết cái mục đích của cậu rồi. Cậu vô quầy rượu tìm Bill, y nhất định có thể thu xếp công việc cho cậu. Ông còn dặn dò gì không? Cậu đi được rồi. Có thể đi rồi à? Trời ơi, ông Vi à, ông nói chuyện thật là hay quá ha. Bái phục. Đi. Ông Vi à, tôi đi nhé. Cái thật, cẳng đường cha mày rồi muốn chết hay sao? Tránh ra. Thưa ông tìm ai vậy? Tôi đến đây tìm anh Bill. Mời ngồi. Mọi người cẩn thận một chút đi chưa? Vào đi. Xin mời vào. Vâng. Anh Bill. Em mày muốn làm đại ca hả? Tuyệt đối là không. Thực ra ông Vi dặn tôi đến đây làm việc. Nè, tôi mới đói không? Có đói chút. Cho tôi nói vài trăm bạc đi ra ngoài em mua đồ ăn ăn. Anh Bill à, tôi ở ngoài chặn hộ, có cái gì mà cho tôi gặp? Tôi hả? Tôi không phải là đồ dễ hơi đâu nha. Cái gì? Mày không làm hả? Khổ kiếp thật. Tại đây nói là đâu mà cho tôi nghe. Anh Bill, anh Bill, miệng của anh hồi quá, dường như là anh bị sâu răng đó. Khổ kiếp thật. Còn dám làm miệng tôi thối nữa hả? Được, tụi bay tránh ra đừng có cản ta mà. Tao phải đánh nó một trận mới được. Thôi mà, tôi không có cố ý đâu, nhưng mà miệng của anh thối thiệt đó. Tao đốt súng bắn mà bây giờ. Đừng nóng mà anh Bill, buông tay ra. Không biết cái tên bụi con đó kêu tôi đến đây làm gì. Là ông Vi bảo tôi gặp à? Gặp tôi kêu tôi đi mua đồ ăn. Cô tôi là cái gì hả? Ông Vi bảo tôi đến đây tìm y. Y không nể mặt tôi tức là không nể mặt ông Vi rồi. Có đúng không? Ông Bill không có gì đâu. Sau này làm việc chung với anh lâu rồi thì sẽ hiểu. Thôi đi, đêm hôm nay tôi đã chịu hết nổi rồi. Đừng nói tới chuyện sau này. Còn nhỏ mọn thì sao? Vậy thì anh sai rồi. Tôi không phải là người nhỏ mọn như vậy đâu. Sao rồi? Anh chính là cái người lần trước đó hả? Tôi nhớ ra rồi. Anh là người có hai khẩu súng đó phải không? Cậu nói hai khẩu gì? Súng đó. Có phải để đây không? Làm gì đó? Không, tôi chỉ muốn coi thôi mà.
Anh chẳng lẽ là con người nhỏ mọn vậy sao? Xịn quá ha, bao nhiêu tiền vậy? Các người muốn gì vậy hả? Nhìn gì đó, khổ kiếp thật, chưa từng thấy đại gia đánh người hay sao? Khổ kiếp thật ha, giả làm người nghiêm chỉnh hả? Lột cái quần áo của cô ta ra để coi cô ấy là người như thế nào. Các người làm gì vậy? Ê, chuyện gì đó, chuyện gì vậy? Thưa cô, con không sao chứ? Có gì cứ nói đi, chúng ta là người một nhà. Cái gì, có phải đang đùa không? Phải đang đùa thiệt đó. Này cô có quen với hắn không? À, chứ tôi quen, chỉ nói chơi thôi mà. À, đùa hả? À, thì ra là người trong nhà đang đùa. À, đùa rồi thì thôi nha. Ê chà, lấy súng ống đạn muốn chơi với tôi hả? Ê, cái chiêu đó gọi là chiêu gì vậy? Còn các người còn làm gì nữa? Đánh hắn đi. Chở hơi quá, mau đứng dậy đi. Cái lục khốn kiếp, còn ở đây kiếm chuyện hả? Sẽ được chưa? Cô ơi, cô đừng sợ. Có cần chúng tôi đưa cô về không? Cô không sao chứ? Phải đó, tôi không sao. Cảm ơn. Gần đây chuyện kinh doanh thế nào? Cũng tốt. Cẩn thận đi nha. Biết rồi. Địa bàn của mình mà còn sợ người ta nữa chứ? Đại ca thứ được kìa. Ê, mày làm gì đó? Bộ tao hôi lắm hả? Ngồi xuống đi. Nóng quá. Ê, thêm nước. Kêu mày thêm nước.
Trong này thì thuốc mùa địch, ở ngoài kia thì có đất đá. Hai đứa tụi bay làm rất là gọn gàng sạch sẽ. Rất tốt, rất tốt. Cảm ơn, quá khen ạ. Này, Tinh Tinh, tôi đúng là không nhìn lầm người. Sau này cứ theo cậu tướng học tập nha, tương lai còn nhiều lắm đấy. Chị sau này trông cậy vào ông Vi chỉ giáo ạ. Thôi được rồi, hai đứa cũng đã mệt rồi, đi nghỉ đi. Thế chúng tôi đi nha. À, đừng quên để bắt tôi nhé. Cảm ơn. Không được cử động. Ngón tay thứ ba sức hơi yếu, cho nên thiếu một chút xíu âm đê. Nè, biết âm nhạc sao? Không những là biết mà còn rất tinh thông nữa đó. Tinh thông hả? Hù người ta đó hả? Không tin hả? Tôi đã từng thi âm nhạc mà trường học cũ còn thua tôi nữa đó. Thiệt không đó? Chị thì hát vài câu cho tôi nghe đi. Thôi hát hai câu sao được, hát nguyên bài đi. Làm ơn. Không cần cách sao? Đang cho tôi cái bài, bài gì đây? Bài gì cũng được. Bắt đầu này nha. Chúc. Xin lỗi. Bài hát nổi tiếng của trường học hữu anh không biết hả? Biết chứ, biết thì hát đi. Hay là hát một cái bài nào cho dễ dễ chút đi. Hát không trước đi, khỏi đạt. Cảm ơn. Bắt đầu. Trời ơi, làm gì vậy? Ôi, hát gì mà cũng cười hả? Trời ơi, tôi học 30 năm rồi, biết khóc gì vậy đó, bộ buồn cười lắm sao? Vui mà, vui thiệt hả? À được, cười tôi hả? Được rồi, vậy thì anh lên hát đi, mau mau mau. Đang đang cho anh đi. Lên đi, lên đi mà. Hát bài gì? Hát cái bài nào thiệt mà dễ đi.
cô. À, xong rồi, cái cây này của anh. Còn cái này tặng cho anh à? Tôi cũng có nữa hả? Ừ. Cảm ơn. Thế nào? Có thích không? Thích chứ. Thiệt hả? Ê. Cái tiểu đó hơi căng. Kể từ khi Hồng Nghĩa chết rồi thì những cái nhà doanh thư khác đều đến giao dịch với chúng ta, cho nên hàng của chúng ta cung cấp không đủ. Tuấn, cô cùng với Bill đi Thái một lần, đi bàn với chú Toàn một lần thử xem. Mỗi tháng phải cung cấp cho chúng ta thêm 5 ký hàng nữa mới được. Đi đi. À, Bill, nếu mà tính theo tuổi tác thì cậu lớn nhất. Lần này đi qua bên đó chắc là không có vấn đề gì. Nếu như có chuyện gì đặc biệt thì cậu tự quyết định được rồi. Vâng, ông Vi, tôi biết, ông yên tâm đi. Tuấn à, lần này cậu đi thì thay tôi hỏi thăm chú Toàn, nói rằng lúc khác tôi có cơ hội sẽ quay qua thăm. À, xin lỗi ông Vi. Tình Tình à, cậu cùng đi đi. Có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ được, và cũng có thể lợi dụng cơ hội này để học hỏi. Vâng, biết rồi, cảm ơn ông Vi. À phải rồi, à, lúc nãy dường như cậu muốn nói gì với tôi phải không? À phải, kỳ thật thì lúc nãy tôi chỉ muốn nói kỳ thật thì cái gì mà kỳ thật với lại bởi vì cái gì chứ? Mình đi làm gì chắc là phải đi du lịch đâu. Biểu đừng làm nó sợ, có gì đâu, cứ coi như đi du lịch là được rồi. À phải, anh Tuấn, thật ra mình nó nóng được quá, tôi muốn mang theo mấy cái thuốc trừ muỗi. Đúng rồi đó. Chào mừng quý vị, ông Kim đã sẵn sàng chờ quý vị. Tôi đến đón quý vị đi. Lên xe đi. Này nhóc, chỗ này để cho cậu ngồi hay sao? Lên xe đi. Đóng cửa lại. Ồ, ngồi đàng hoàng đấy nha. Từ đây đến biệt thự của ông Kim bao lâu? Chỉ một tí là tới. À phải, chỉ một tí thôi mà. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có coi mấy cái chuyện này nữa. Này nhóc, bây giờ ra ngoài làm việc không phải đi chơi, nghe tôi nói nha. Bây giờ tôi là đại ca đây, tôi kêu cậu đi thì đi, ngồi thì ngồi. Thôi Biêu mà, đừng có đùa nó nữa mà, cũng vì tốt cho nó thôi mà, đúng không? Ý chà, con mũi mái này cứ cắn tôi hoài muốn chết hay sao? Hay quá ta, mũi mái hay mũi trống có biết đó hả? Đương nhiên biết rồi, sao biết được. À, thân hình nó đẹp hơn. Cho biết vậy, hơi đồng mà nghe nó. Tại vì chỉ có mũi mái mới cắn người ta thôi, cho nên dễ phân biệt lắm. Mấy người ngu không bao giờ phân biệt được. À phải rồi, tôi học hành ít lắm, tôi biết. Nhưng mà IQ của tôi cao lắm đó. Không, tôi đi thử đi, tôi chưa khỏi mà. Khảo thì khảo đi. Thôi được rồi, muốn khảo thì khảo. Bây giờ anh là đại ca mà. Nè, bà của tụi mình có ba đứa con. Đứa lớn là Đại Mao, đứa thứ nhì là Nhị Mao. Tam Mao tên gì? Là Tam Mao. Không có Mao. Hạ Mao. Sai luôn. Thế là Mao gì? Tôi đã nói là Tiểu Minh tức là Tam Mao rồi. Thôi khỏi khảo, anh ngu quá. Đồ quỷ mà ghẹo tao hả? Đừng mà tôi sẽ nhậu lắm anh Bill, đừng ghẹo tôi nữa mà. Còn chiếc giày nữa đâu rồi? Sao tự nhiên mất hết một chiếc giày? Chẳng lẽ con chuột tha đi rồi sao? Ê, ê, biết nói tiếng Trung Hoa không? Trung Hoa, Trung Hoa. Cái gì Trung Hoa chứ, tránh ra. Ê, cô này tôi cua trước mà. Cua trước cái gì? Tránh ra. Ê,
Ê, cô ấy là tôi cua trước mà. Tao bảo mày tránh ra có nghe không? Cô à, cô xinh đẹp lắm. 3.000 chịu không? Thôi, ông cua đi. Ê, đi đâu đó? Hả? Ê, đừng đi nè cưng. Đừng. Tôi lớn tuổi rồi, tôi lại bị phong thấp, đi đường không có tiện. Đâu có giống như trước đây cùng với chú của các cậu đi ra ngoài. Lúc đó còn có cả Hồng Nghĩa nữa. Sau này tôi làm việc tôi phải cẩn thận mới được. À, gần đây chú của cậu khỏe chứ? Cũng là nhờ phúc của chú Toàn. Dạo này chú ấy vẫn khỏe. Chú Toàn à, ông Vi bảo chúng tôi đến Thái này là muốn nói tới chuyện kinh doanh của chúng tôi. Mọi tháng muốn tăng thêm 5 ký, không thành vấn đề. Anh Kiệt đã nói như vậy thì chúng tôi nhất định sẽ làm theo ý của ổng. Bill à, à, quý vị thật là giúp đỡ cho chú ấy rất nhiều phải không? À, đúng là chúng tôi đã già rồi, cũng nên nhường chỗ cho quý vị đúng không? Ê, mày đã nghe hết rồi đó nha. Chị thật thiệt. Đừng có nhát gan như vậy. Khổ kiếp. Chính là hắn. Đúng hắn rồi đấy. Tướng quân, tôi đã từng liên lạc với ông chủ. Chính hắn đã giết chết Hồng Nghĩa đó. Không
cứ đập. Anh Tuấn, anh Biêu, anh Biêu, anh Biêu. Tôi nói trước đã. Bây giờ tôi muốn nói chuyện lý lẽ với anh. Anh có phải vì chúng tôi giết chết Hồng Nghĩa cho nên các người không có chuyện kinh doanh phải không? Hồng Nghĩa là cái kỹ gì? Hắn ta có thể giao dịch với các người, chúng tôi cũng có thể giao dịch với quý vị. Không tin hả? Không tin thì giết tôi đi. Tôi biết rằng Hồng Nghĩa tháng nào cũng được quý vị 40 kg hàng. Mỗi một tháng chúng tôi mua 50 kg, được chưa? Chúng tôi nhất là làm như vậy. Nếu chúng tôi không giao dịch cho quý vị, Hồng Kông không còn ai mua hàng của các người nữa đâu. Nhưng mà tôi có điều kiện. Hai thuộc của hạ của tôi đã bị thương, hãy lập tức đưa họ về Hồng Kông. Còn tôi ở đây giao dịch với các người. Thế nào? Nóng nảy, anh Dũng, hay quá ha. Còn nghĩ ngợi cái gì nữa? Kỳ thật thì có anh Dũng thì cũng không nên anh Dũng đến nỗi mà ở lại làm con tin chứ, sao mình ngu quá vậy? Đói rồi, ăn đi. Sao? Không hợp khẩu vị hả? Có ăn thì ăn đi chứ. Phải, có ăn thì ăn đi. Đừng lo, Tinh Tinh sẽ không có sao đâu. Đừng nói nhiều nữa, anh nghỉ ngơi trước đi. Ê, Tinh Tinh có tổn thất rồi, đừng có lo cho nó nữa. Nó bệnh thái bây giờ hả, làm vua rồi đó. Cậu còn lo cho y hả? Bây giờ hả, y oai phong rồi. Em, thế chưa, đã nói là không sao rồi. Đánh giỏi lắm, giỏi lắm. Mấy người ở đây thiệt là dữ quá hả? Ở Hồng Kông tôi không có thấy được mấy cảnh này. Tối ngày hả, tôi thấy người ta tiêu tùng không hả? Không tin hả? Tiếng Anh thì gọi là cái này. Có cơ hội tới Hồng Kông chơi, ăn ở hộp đêm tôi bao không hết luôn. Ê chà, gì không có đây to quá ha. Nhưng mà đu đủ của Hồng Kông hả, còn kinh hơn. Có phải là cậu muốn đi Hồng Kông lắm không? Nếu mà tôi nói không phải thì tôi gạt anh. Nhưng mà yên tâm đi, chuyện mà tôi đã hứa với anh nhất định là tôi sẽ làm được. Tôi tin rằng anh em có tôi nhất định sẽ quay lại đây tìm tôi, cũng giống như anh đã tin tưởng tôi vậy đó. Tiếp thật, vô lý thật. Chợ cả buổi sáng không có ai tới đón mình, còn nói là anh em nữa. Cổ tiếp thật. Chuyện như vậy mà cũng có thể làm được nữa. Xin chút nữa, không có tiền ngồi xe đi về nhà luôn.
Các người đã coi tôi ra cái gì đây? Tôi ở bên Thái liệu chết. Đại ca ơi, là thập tử nhất sinh mà. Xin lỗi đại ca, xin lỗi, nếu mà không tôi đi về liền. Lần trước bị đánh một trận rồi, lần này làm ơn đừng đánh mà, làm ơn đi, làm ơn. Anh hùng quả thật là anh hùng, Quỳ thấy cũng đẹp trai hơn người ta nữa. Chở mặt hả? Đùa chút cũng không được hay sao? À, làm ơn nhân của bạn của tôi bây giờ oai phong rồi ha. Không tìm nhìn tôi nữa phải không? Không nhìn tôi đi đó nha. Lần sau nếu có chuyện gì xảy ra, không có được có một mình làm chuyện như vậy. Nếu không mà không còn anh em nữa đâu. Không có nữa đâu mà. Đồ quỷ. Tôi tưởng là các người bỏ tôi luôn rồi chứ. Lúc nãy tôi còn bực quá đi thôi, muốn trở về Thái rồi luôn. Đứng đó làm gì đó? Thế anh muốn sao? Còn phải nói nữa. Ê, có đụng chút tôi không à? Chưa. Có đụng chút không đó? Chưa mà, thôi đừng đùa nữa. Bà chủ chờ mình ăn cơm. Thay đồ đi nhanh lên đi. Không phải đâu, vợ của tôi nấu cơm sẵn, chờ cậu về ăn cơm đó. Ê chưa, anh mặc gì đi hả? Gì phải đi thay cái quần. Khùng. Vậy cũng không cười nữa. Nào vô đi nhanh lên. Ôi bà xã. Ôi ba về rồi. Mẹ đâu rồi? Còn một đứa nữa đâu? Kia. À đây là bà quản gia. Xin lỗi nha, tiếp đãi không chu đáo. Mọi người cứ tự nhiên đi nhé. Biêu à, mau mời bạn bè qua bên kia ngồi đi. Vâng. Nào mà mau qua xếp hàng đi nhanh lên. Con gái không? Mau chào các chú, nói là các cô tên gì? Đầu heo, gan heo, tim heo, ruột heo, đuôi heo, răng heo. Đây là bác thiên kim của chúng tôi đó. Chào các chú đi. Chào các chú. Chào gì? Ngoan quá. Rồi các con ra ngoài chơi đi. Trời ơi, ba đứa mà còn muốn sanh nữa không mệt à? Vợ tôi sanh chứ đâu phải tôi sanh đâu mà mệt. Vậy à? À phải, tôi không nghĩ ra. Ê, nhớ nhà ở trước mặt vợ của tôi. Đừng có nói tới cái chuyện ở Thái Lan, biết chưa? Biết rồi mà. Ê, còn nữa, ở bên Thái á, là cậu oai phong rồi. Bây giờ ở Hồng Kông hả? Muốn gì có thể nói ra được, bởi vì đây là nhà của tôi mà. Thiệt sao? Đương nhiên rồi. Tiểu Minh, đừng có nói tới Tiểu Minh. Thế Tiểu Cường, được. Tiểu Cường có một lần nhìn thấy năm con mẹ đi ngang qua, chui vô trong hang, rồi sau đó có năm con heo cha cũng chui vô trong đó. Sau đó thì chỉ có năm con rùa trống đi ra thôi. Như vậy thì tại sao hả? Trời đã tối quá chứ, để làm mấy con heo mẹ nó đi lạc rồi, hay là tụi nó ngủ rồi? Sai. Trời ơi, tôi chưa có nói mà nói sai cái gì? Bởi vì câu trả lời đó là không có lý do. À, nó cũng phải. Biêu à, anh quay với một tay đi. Ê, vợ tôi gọi tôi kìa. Tự nhiên đi nha, mau nghỉ đi, lát nữa tôi trả lời.
nè, năm con heo mẹ mất hả? Vô lý quá, sao nghĩ mãi không ra vậy? Nè, chơi lại, hát lại đi. Ê, Tinh Tinh à, năm con heo mẹ ra bằng cửa khác, sai. Vậy mà cũng sai nữa hả? Chẳng lẽ mình ngu vậy sao? Trời ơi, em ơi, cẩn thận. À, tôi đoán ra được rồi. Là năm con heo mẹ có bầu bò không ra nổi. Anh nói cái gì vậy? Đâu có đâu. Nè nè nè, thôi đừng có đùa nữa, qua đây ăn cơm mau. Nè, em ngồi xuống đi. Nào, qua đây ngồi mau lên. Mau. Lát nữa mình ăn rồi mới chơi tiếp nha. Đáp án là như thế nào? Lát nữa mới nói cho anh nghe. Nói liền bây giờ đi được không? Bởi vì heo mẹ bị mấy con heo cha giật mệt quá. À, giật tức là sao? Ai hiểu rồi, làm tình. Không ngờ cái chuyện gì vậy mà cô có thể nói ra được. Thằng quỷ sứ, không có gì ăn cơm, ăn cơm à. Đây, để bà gấp cho. Bill à, con chó này giỏi quá ha. Đương nhiên rồi. Này, Tuấn à, ăn no chưa? No lắm rồi. Bill, thật là ngưỡng mộ anh có một cái gia đình hạnh phúc, lại còn có 8 vị thiên kim nữa chứ. Phải đó, bây giờ cậu không phải đã có mục tiêu rồi sao? Mục tiêu gì chứ? Sao? Lại có vấn đề nữa à? Thôi đừng nhắc tới nữa. Lần này qua Bình Thái cũng là nhờ Tinh Tinh cứu chúng ta. Thôi, chúng ta là anh em, đừng nhắc tới chuyện đó. Thật ra hôm đó bị ép bức quá mà thôi. Bây giờ nghĩ lại hối hận qua, chắc là không có lần sau nữa. Đừng nói như vậy, cậu thông minh quá đi. Cảm ơn anh Bill chỉ giáo. Bill, vô đây đi. Chờ tôi gọi tôi nó rồi. Hả? Quý vị nói chuyện chơi đi. À, còn chó đó là chó sói hả? Phải mà. Tinh à, bây giờ cậu đi ra ngoài làm việc như vậy không sợ à? Cậu nghĩ là cậu vì cái gì vậy? Vì cái gì hả? À, bây giờ tôi ra ngoài giang hồ vì cái gì? Cái này tặng cho cậu đó. Cầm lấy đi. Khùng rồi hay sao? Mỗi tháng lấy 50kg, nói đùa hả? Không biết lại lịch của tụi nó. Bộ đi qua bên đó mua rau cải hay sao? Nói nghe dễ quá vậy. À, cái này cũng không thể trách cậu ấy được. Bởi vì cậu ấy muốn cứu chúng tôi. Ông Vi à, may là lúc đó có Tinh Tinh thông minh, nếu không mà chúng tôi mất mạng rồi. Hay là gì vậy? Chúng ta không mua hàng nữa. Mày khùng rồi hả? Cái tên này nó dữ tợn lắm, chúng ta không thể đắc tội được. Nghe cách đụng hắn cũng không nên nữa. Bây giờ làm sao? Bên chú Toàn lại không mua hàng được, không nhờ hắn làm sao được. Chuyện này cũng do tôi gây ra, để tôi phụ. Cậu phụ trách bằng cách nào? Chú à, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, để tôi giúp cậu ấy giải quyết. Ông Vi à, yên tâm đi, nói chung chuyện này bà để chúng tôi giải quyết được rồi. Thôi được, chỉ biết rằng trong vòng 2 tuần lễ phải giải quyết cho xong. Bây giờ Đại Ca Đức có một con đường, nghe nói rằng tụi nó buôn bán cái ma túy cùng với bọn đại lục. Mình đã có hẹn với họ rồi, chúng ta đến đó thử coi có cơ hội hay không. Anh Nhất à, hàng này là hàng xịn đó. Nếu như các vị này mà cảm thấy thích thì có thể mang đi thử. Các người có bao nhiêu hàng? 35kg. Các người có nuốt nổi không? Số lượng và thành phẩm tôi bảo đảm có thể chất lượng tốt, nhưng mà vấn đề là giá cả thôi. Trước đây chúng tôi ở Hồng Kông lấy hàng giá cả bao nhiêu? Ở đây đâu có đến lượt mày nói chuyện hả? Im lặng chưa? Mày tưởng mày đến đây để làm gì?
bạn không kiếm được vợ lại không thành thật nữa. Mấy đứa tụi bay lòng cánh còn chưa mọc đủ, thế mà mỗi tháng lấy 35 kg hàng, khùng rồi hả? Anh em của chúng tôi lừa mãi tới Hồng Kông, muốn ép họ đi chết hay sao? Lũ hồn, người Hồng Kông rất người chỉ biết ăn hiếp chúng tôi thôi. Mà nói cái gì đó? Các chị đại ca chứ gì, tôi thương lượng mà. Chúng ta cũng chỉ muốn kiếm tiền mà, không nên làm mất hòa khí hả? Thôi đừng nóng, chúng ta đi thôi. Hôm nay sấm cũng nhỏ quá chứ ha. Thời tiết cũng rất là tốt nữa. À các người coi nè, bên kia còn có cả mặt trời nữa đó. Anh Tướng, chờ anh chút. Anh Đức à, cứ đi thẳng về phía trước đi. Đi đi thêm vài bước nữa được rồi. Làm ơn, cảm ơn. Đúng rồi, đi đi trước thêm chút nữa. Rồi được rồi, thư giãn nha. Cúi thấp xuống, được rồi. Làm gì vậy? Dám chơi tôi hả? Khổ kiếp thật. Đánh nữa mà, đánh nữa thì chết đó. Tại sao lại lừa chúng tôi? Nói là hắn ta chịu mua hàng. Mục đích của tôi chỉ muốn kiếm vợ thôi. Bill, thôi đừng đánh nữa. Thật ra không phải lỗi tại anh ấy đâu. Thôi, đừng mà. Lần sau mày còn lừa tao nữa, tao giết mày đó. Thôi đủ rồi, mày gặp mày đó. Đi đi. Đứng dậy đi. Ủa hắn ta còn đứng dậy đi nổi sao? Không phải hắn ta bị nội thương rồi sao? Nè uống Mỹ đi. Không sao đâu phải không? Lúc nãy anh nói người đại lục đó có phải muốn tìm vợ không? Chuyện này là chuyện như thế nào? Ôi nói ra dài lắm. Trời ơi, đánh người ta làm sao mà bây giờ thân hình cậu rã rời hết vậy? Nè sao lại nằm xuống vậy? Ôi đứng dậy đi, mất mặt quá đi thôi. Về nhà tôi phải dạy cậu mới được. Cảm ơn quý vị. Cạn ly. Vậy cả hôm nay ông vui vẻ quá như vậy là nếu mặt chúng tôi để tôi giới thiệu nha. Đây là Judy. Tôi nói thiệt mà, không tin thì thử cửa đi. Được rồi. Tôi không biết nói chuyện đâu mà. Thôi cứ cạn ly đi. Phải đó, cạn ly đi. Thôi các cô đi ra ngoài trước đi. Nhanh lên. Người trong nhà cần gì phải cách sát như vậy? Nào cạn ly đi. Phải, cạn ly. Cảm ơn. Em lại tới đây vậy? Là mấy người bạn của anh đưa em tới đây đó. Cảm ơn. Có nghĩa là anh đến đây cũng không có uổng phí phải không? Nè ngồi xuống đây, tôi nói chuyện nha. Ngồi đi. Cảm ơn quý vị. Nếu như có cần tôi giúp quý vị cứ việc dặn dò. Nè, chuyện lần trước còn chưa bằng xong tôi muốn. Xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được đâu. Lần trước anh cũng thấy rồi đó. Tôi thật sự không có quyết định nào. Tôi không phải là không muốn giúp các anh đâu. Tôi thật sự là giúp không được.
Thế này nha, sau khi anh xem món quà này rồi, tôi nghĩ anh có thể quyết định được đó. Xuống, nhanh lên. Nhìn cái gì, muốn nhìn mặt tôi hả? Không có, không có. Chạy mau đi. Ờ. Tôn Tôn à, tại sao con nói hả? Muốn chết hay sao? Tôi đâu có biết rằng hắn ta có tới hai khẩu súng chứ. Tôi biết quý vị cũng rất là quan tâm tới tôi. Thực ra tôi rất là muốn ở trong các cậu chọn ra một người để thừa kế. Ông bây giờ đừng có như vậy. Tôi chứ đến giờ có thiếu gia lo là được rồi. À, thiếu gia còn nhỏ như vậy có được không đó? À, không được đâu. Thiên hạ này là của chúng ta, tôi đâu có thể giao cho con trai của tôi được. Chú ơi, chú yên tâm đi, chúng tôi có thể giúp cậu. Phải đó, có chúng tôi giúp đây là được rồi. À, tôi thật sự không có thể nhường cái chỗ này cho nó. Để tôi nói đi, người đủ tư cách nhất á, đó là chú Trùng. Vị trí này á, giao cho chú ấy là đúng rồi. Ôi, tôi già rồi, bây giờ là thế giới của tuổi trẻ mà, để cho tụi nó lo được rồi. Nếu mà nói tuổi trẻ thì giao cho cậu Tuấn đúng hơn. Phải đó, cậu ấy theo ông tuổi đã lâu rồi. Còn nếu không được thì giao cho thằng Tinh. Tinh Tinh nó rất là thông minh, hay là anh Bill cũng được. Đâu có được, thôi để thiếu gia làm đi. À, thiếu gia giỏi lắm, chúng tôi giúp cõi là được rồi, có phải vậy không hả ông Vi? À, phải. Tôi biết rồi ông Vi. Càng ly, càng ly đi. Không ly cứ đọc. Hôm nay mình đặc biệt vui mừng. Này,
mỗi người một điếu xì gà đi. Anh Bill, chứ Hà lần này oai quá ta. Đương nhiên rồi, hút đi hút đi. Ủa, cạn ly nha, tất cả cạn ly đi. Nè, các người cố uống đi, để khách sáo nha. Tinh Tinh à, cậu có cảm thấy tôi thông minh không? À, bởi vì tôi sinh con trai thì sẽ thông minh phải không? Thiệt hả? Nè, bây giờ cậu ra để một đi khảo tôi thế nào tôi cũng trả lời được. À được rồi, vậy mà nói về tất cả quen nha. Chắc là Tiểu Minh hả? Tiểu Minh á, tức là tên cúng cơm của Beethoven đó mà. Biết Beethoven lại không? Là đại nhạc gia đó. Phải rồi, thế giỏi nhất là cái gì? À, thổi tiêu. Phải đó, hay lắm. Vì cái lúc mà thổi tiêu thì từ trước đến giờ không bao giờ dùng ngón tay này. Có biết tại sao không? À, bởi vì cái này dùng để bắt đuổi. Trúng quá vậy. Trời ơi, hay quá ta. Nào, cạn ly đi. À, các vị, xin lỗi tôi tới trễ rồi. Qua đây, ngồi xuống đi. Xin lỗi nha, tới trễ quá rồi. Có gì đâu, đừng nói nhiều. Mỗi người một điếu. Này, hôm nay tôi vui mừng lắm. Bây giờ tôi ra một câu đố thông minh nha. Thế cậu có biết á, Beethoven là đại nhạc gia cậu biết rồi phải không? Hỏi y thổi tiêu, từ trước giờ tại sao không dùng ngón tay này để mà thổi không? Bởi vì cái ngón tay này là của anh đó. Thằng khốn này mày chơi ta hả? Thôi đừng nói nhiều nữa, chặn ly đi. Ý, tôi muốn đi tiểu đây. Trời ơi, dở hơi quá. Còn dám nói tôi dở hơi hả? Coi này nha. Thích quá. Ê, đứng lại. Này Tinh Tinh, cái chuyện này tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ đó. Không phải mà. Thế chuyện gì? Nè, từ nhỏ tôi học hành không có bao nhiêu. Vâng. Bây giờ trong nhà có tới 8 đứa con gái. Chu Gia Bác Thiên Kim. Tên nghe có hay không hả? Tên nghe hay chứ. Hay phải không? Thiệt hả? Thiệt. Bây giờ hả? Sinh ra một thằng con trai rồi. Hả? Chị phải đặt cho nó cái tên. Phải đặt cái tên làm sao nghe cho thiệt là hay ho. Đúng rồi, tôi nghĩ lâu lắm rồi, nghĩ ra cái chữ Long. Chu Long. À, tức là cái lòng để mà để đựng heo phải không? Không phải, tôi muốn nhờ cậu một cái chuyện này. Chu Long, ở chính giữa thêm một chữ đi, nhưng mà phải nghe hay chút đó nha. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Chuyện này hả, yên chí đi, để tôi nghĩ một chút nha. Anh ngồi ở đây nghỉ chút, không được cử động, bình tĩnh để tôi suy nghĩ nha. Chu Long. À, Nhuận Long. Tức là sao? Châu Nhuận Phát Thành Long. Sao? À, Châu Nhuận Phát Thành Long. Hay quá. Châu Nhuận Phát Thành Long. Chí Nhuận giết sao hả? Nhuận hả? Chí Nhuận giết hả? À, biết rồi. Nhưng mà thực ra cái chữ đó viết làm sao? Trời ơi, từ nhỏ không có học hành. Để tôi viết cho coi. Đầu, nhanh lên. Đầu, để tôi viết cho anh coi nha. Mau lên, viết ở đây nè. Nè, anh có sao không vậy? Có sao không? Nè, anh có sao không vậy?
Có cần tôi đưa anh về nhà không? Không sao. Không sao thiệt hả? Thiệt mà. Nè, ở đây có mấy ngón tay đây. Tôi phải đi về coi con trai của tôi. Nè nè, cảm ơn, cảm ơn. Tạm biệt. Ê, cảm ơn cậu nha. Bye bye. Bye bye. Ê, cẩn thận nha. Ơi, về nhà thôi. Này anh bạn à, con đẹp trai thiệt đó nha. Là đây, là đây. Ây chà. Ây chà, tôi đã sanh ra một thằng con trai rồi. Nè, phải phải. Mời cậu một điếu nè. Tôi không có lừa cậu đâu. Tôi sanh được một thằng con trai thiệt đó. Có biết nó tên gì không vậy? Châu Nhượng Long. Tên nghe hay không? Hả? Nè, chú Nhượng biết viết không? Chữ Nhượng nè. Ba chấm nước nè. Chữ mơm gỡ trong chữ vượng. Làm gì đó? Đang mắc mới gì mình? Chìa khóa đâu rồi nhỉ? Sao mà không vừa? Sao mà tìm không có được cái chỗ gắn chìa khóa vậy? Trời hả? Làm gì vậy? Này này anh bạn. Cậu kiếp mày đứng lại chưa?
Đối với cái chết của thằng Bill, Tinh Tinh thì lại mất tích. Mọi người có suy nghĩ gì không? Cái chiếc này rõ ràng là của Tinh Tinh. Tại sao lại đâm ở trên người của cậu Bill? Xe lại bị đập vỡ, người lại mất tích. Điều này khả nghi quá. Tôi nghĩ chuyện này không có đơn giản đâu đấy. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ thử xem. Đồ vô dụng, chuyện nhỏ như vậy mà làm cũng không xong. Xéo ra ngoài, ở đây cản đắng người ta. Thế nào rồi? Đang ở đâu? Không có làm rầm rầm mới đánh con nha. Bây giờ tôi nói là không biết giết người. Tôi giải thích cho anh không dối thời. Bây giờ tôi chưa nói anh, tôi không có giết anh Bill. Có tin hay không tin? Bây giờ cả thế giới, mọi người đều không tin cậu. Cứ đâm. À được, bắn đi. Bắn đi. Chính anh đã nói là tôi không biết xài súng. Anh biết mà. Bắn đi. Đừng có qua đây. Đừng có cử động mà.
tôi xuống đi, thả tôi xuống đi. Mặc kệ tôi đi đi mà. Buông tay đi. Anh tướng buông tay đi. Mặc kệ tôi anh tướng buông đi. Anh tướng. Có bom kìa. Mặc kệ tôi đi mà, buông tay đi. Mày còn chơi súng nữa hả? Mất mạng bây giờ đó. Anh tướng, anh tướng, anh tướng, anh tướng có sao không hả? Anh tướng, anh tướng, chúng ta đi mau, đi mau, nhanh lên, chân tôi gãy rồi. Không sao, không sao, tôi cõng anh đi, đi nào. Không sao đâu, không sao đâu, tuyệt đối là không sao đâu mà. Anh tướng, nghe tôi nói đi, anh chỉ là bị thương nhẹ thôi, không sao đâu. Tôi cõng anh đi, nhanh lên, mau. Tinh Tinh nè, sao hả? Mày cho ta một phát súng là đủ rồi, không cần nói phát thứ hai. Tôi biết rồi, chúng ta đi mau, nhanh lên, nhanh đi. Tinh Tinh, đừng có nói cho em biết, nhất định là không được nói cho cổ biết, có nhớ chưa? Biết rồi, không nói cho cổ nghe. Biết rồi, không nói, không nói. Anh Tướng, anh Tướng, cho tôi rượu đi. Tôi muốn uống rượu, rượu hả? Rượu, à, rượu, ở đâu? Đây nè, đây nè. Uống đi, nè, uống đi. Rồi tôi đưa anh đi liền, anh sẽ không sao đâu mà. Uống đi, có nghe không hả? Anh Tướng. Anh Tuấn, anh đừng có chết mà. Anh Tuấn, đừng chết.
Bây giờ bà đã thanh trừng hết tất cả những cái gai trong mắt rồi. Vì tương lai của con, bà đã mở sẵn một con đường rộng mở và bằng phẳng. Giang Sơn sau này mãi mãi thuộc về Visa của chúng ta. Minh à, những gì bà nói con có hiểu hay không? Con hiểu rồi ba. Thì con có từng nghe qua cái tên Lưu Bang không? Y đã lợi dụng hàng tính giúp y lập nên thiên hạ. Một hôm y phát hiện bản thân y đã bị uy hiếp, thế là y thực hiện giết vô số. Sau đó lại có một tên Lưu Bị, y vì con trai của y A Đẩu đã động não, khiến cho tất cả các thủ hạ của y phải vì y mà bán mạng. Bởi vì họ cũng là nhất đại kiêu hùng. Cái gài lớn nhất thực chất chính là ông. Một ngày ông không chết thì tôi làm sao có thể ngồi được cái chỗ của ông chứ. Tôi đã chờ đợi ông, tôi cứ nhịn nhục ông đã mấy chục năm rồi, ông có biết không hả? Là đi đâu vậy? Tại sao lâu rồi không tìm em vậy hả? Lại đi nước ngoài hả? À, thì bây giờ đến tìm em nè. Thế còn anh Tuấn đâu? Anh Tuấn và anh Bill, cả hai đã đi Nam Cực rồi. Bây giờ anh cũng đi tìm họ đây. Anh Tuấn đưa cho anh cái này, kêu em giữ gìn. Lần này bọn anh đi qua bên đó chắc là ở bên đó lâu lắm. Anh Tuấn dặn anh nói với em đừng có chờ anh nữa. Tinh Tinh, yên chí đi, phải biết tự bảo trọng nha. Tạm biệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
虽然我感到孤独，也在双肩等。